Cô thân mến, chào đón các con quay trở lại khóa học ngữ văn lớp 6 của trang web olm.vn. Các bạn học sinh yêu quý, trong bài học Yêu thương và chia sẻ, chúng ta đã được cung cấp những tri thức ngữ văn về đặc điểm của nhân vật trong truyện kể. Thông qua hai câu chuyện Cô bé bán diêm và Gió lạnh đầu mùa, em cũng có thể nhận biết được những đặc điểm của các nhân vật này. Chúng ta cũng đã được kết nối với một bài thơ mang tựa đề Con chào mào của tác giả Mai Văn Phấn. Về kiến thức tiếng Việt, em được mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ. Chúng mình nhận thấy điểm giống nhau giữa cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ đều là có các danh từ hoặc động từ, tính từ ở vị trí trung tâm. Phía trước và phía sau là các phần phụ trước, phần phụ sau. Để ôn luyện cho các em nhớ lại, chúng mình sẽ cùng vào bài học củng cố mở rộng bài Yêu thương và chia sẻ. Trong bài học này, các em sẽ cùng với cô thực hành làm các bài tập có trong sách giáo khoa. Ở bài tập thứ nhất, chúng ta có một bài tập mang tính thống kê. Chúng mình sẽ kể bảng vào vở theo mẫu và điền những thông tin ngắn gọn về hai văn bản Cô bé bán diêm và Gió lạnh đầu mùa. Đây là hai văn bản trọng tâm của chủ điểm Yêu thương và chia sẻ. Em có thể thấy trên màn hình, bảng được chia thành 3 cột. Cột thứ nhất được chia với hai nội dung, đó là đặc điểm và văn bản. Ở đây, nếu như xét theo hàng dọc này, em sẽ thấy đặc điểm của một truyện kể bao gồm thể loại, nhân vật và người kể chuyện. Còn phía hàng ngang, chúng ta có cột dọc thứ hai và cột dọc thứ ba là hai văn bản Cô bé bán diêm và Gió lạnh đầu mùa. Để cho dễ dàng, chúng mình sẽ tìm hiểu đặc điểm của từng văn bản một. Trước hết, đến với văn bản Cô bé bán diêm. Em xác định được thể loại của văn bản Cô bé bán diêm là gì? Rất chính xác. Văn bản Cô bé bán diêm được viết theo thể loại truyện ngắn. Nói về nhân vật trong truyện ngắn này, chúng mình sẽ phải chú ý đến những đặc điểm của cô bé bán diêm, chính là nhân vật trung tâm, nhân vật chính của câu chuyện. Chúng ta sẽ phải nói đến hoàn cảnh. Hoàn cảnh ở đây bao gồm cả sự xuất hiện của cô bé và cảnh ngộ của cô bé bán diêm. Đó là quá khứ đối lập với hiện tại và cả cảnh ngộ của cô bé trong đêm giao thừa. Đặc điểm tiếp theo em cần quan tâm đến ở nhân vật cô bé bán diêm chính là ngoại hình. Như chúng mình đã biết, cô bé này không được miêu tả trực tiếp về ngoại hình, nhưng những nét miêu tả hình ảnh cô bé trong đêm giao thừa cũng cho thấy những hình dung của chúng ta về ngoại hình của cô bé bán diêm. Tiếp theo, chúng ta cùng nói đến những hành động của nhân vật cô bé bán diêm. Hành động ở đây bao gồm cả những ảo ảnh và những cảm xúc của nhân vật trong những lần quẹt diêm. Qua đó, chúng mình sẽ nói đến những ước mong của nhân vật và không thể quên được cái chết của cô bé. Cuối cùng, em có thể nói lên cảm xúc của mình về nhân vật này. Nói cụ thể hơn những đặc điểm ở nhân vật cô bé bán diêm, chúng ta sẽ thấy trước hết chúng mình để ý đến hoàn cảnh của cô bé bán diêm. Hoàn cảnh của em bé xuất hiện giữa đêm giao thừa. Em phải chịu đói, phải rét và sống trong nỗi cô đơn, sợ hãi. Cả ngày em không bán được bao diêm nào, nhưng cũng không dám về nhà vì đón đợi em không phải là tình yêu thương của cha, mẹ và những người thân mà là một căn phòng nhỏ trên gác xếp. Cha em sẽ đánh em vì em không bán được bao diêm nào. Hoàn cảnh ở đây cho chúng ta thấy được cô bé bán diêm có số phận rất đáng thương, tội nghiệp. Em phải sống thiếu vắng tình yêu thương. Đặc điểm thứ hai của nhân vật cô bé bán diêm chúng mình để ý đó đến là những ngoại hình của cô bé. Ngoại hình của cô bé được khắc họa trong đêm giao thừa. Đầu trần, chân đi đất, em đang dò dẫm trong bóng tối. Những bông tuyết bám đầy trên mái tóc dài, xõa thành từng búp trên lưng em. Còn về trang phục,
Em thấy, em mới bán diêm ra khỏi nhà, em có đi đôi giày vải, nhưng đều đã bị tuột mất. Ngoài ra, em mặc một chiếc tạp dề cũ kỹ, đựng đầy diêm. Không chỉ được nhắc đến với hoàn cảnh và ngoại hình, cô bé bán diêm còn được nhắc đến với những hành động. Thứ nhất, chúng ta kể đến hành động cô bé nép vào góc tường để tránh gió, tránh rét, tránh tuyết rơi. Và không thể không nhắc đến những lần cô bé đốt các que diêm để sống trong hạnh phúc tức thời với những ảo ảnh, những ước mơ rất giản dị, thiêng liêng. Các em có thể xem lại phần khám phá văn bản cô bé bán diêm để thấy được những lần quẹt diêm của cô bé. Vì em đang rét nên em muốn được sưởi ấm. Vì em đang đói nên em muốn được ăn. Vì đây là đêm giao thừa nên em muốn đón niềm vui, niềm hy vọng đầu năm mới. Vì em đang cô đơn, em khao khát tổ ấm, tình yêu thương, nên em muốn được sống trong tình thương yêu. Trình tự xuất hiện của các hình ảnh được nhà văn miêu tả một cách hợp lý. Sau khi nhắc đến những hành động của cô bé bán diêm và kết thúc ở chỗ em đã thắp sáng tất cả những que diêm còn lại trong bao, chúng ta sẽ không thể quên cái chết của cô bé. Trong câu hỏi sau, hãy nhắc lại hình ảnh cô bé ở đoạn kết của văn bản nhé. Chúng ta thấy cô bé bán diêm được miêu tả về cái chết. Em đã bay lên cùng người bà hiền hậu, về với Thượng Đế. Và đến tận sáng hôm sau, người ta vẫn thấy một em bé ngồi co ro ở góc tường, đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Tưởng như cái chết đến một cách rất nhẹ nhàng, như là một sự giải thoát cho cô bé bán diêm. Và chúng ta cùng hy vọng rằng cô bé ấy sẽ được đến với thế giới của hạnh phúc, của yêu thương, được vui chơi đúng với lứa tuổi trẻ thơ, để những ảo ảnh kia không còn là ảo ảnh nữa. Sau khi lập được bảng thống kê chỉ ra những đặc điểm của nhân vật cô bé bán diêm, chúng mình sẽ cùng nói đến người kể chuyện. Điểm đầu tiên đó chính là ngôi kể. Theo em, chuyện ngắn cô bé bán diêm được kể theo ngôi thứ mấy? Chính xác, chuyện cô bé bán diêm được kể theo ngôi thứ ba. Ngoài ngôi kể, chúng mình cũng cần phải chú ý đến đặc điểm của lời kể. Chúng ta thấy rằng lời kể là lời của tác giả, có khi khách quan thuật lại những sự việc trong câu chuyện, có khi lại trích hẳn ra những lời nói của những người khác, đem đến cho câu chuyện những ý nghĩa sâu sắc. Và từ đó ta nhìn thấy được thái độ của tác giả đối với nhân vật. Ở phần kết thúc truyện, chúng mình cũng biết rằng không thể không nhắc đến cái chết của cô bé. Cái chết của em bé phản ánh xã hội hiện thực đã lãnh đạm, thờ ơ với cuộc sống xung quanh, thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của con người. Trên đời này còn rất nhiều những em bé bán diêm nữa, cũng bơ vơ, không được yêu thương và đầy khao khát, mong ước về một cuộc sống ấm nồng, hạnh phúc. Nhưng khi nói đến cái chết của em bé, ta lại cảm thấy không phải là em đang chết trong lạnh lẽo, chết vì đó rét, mà em đang đến với cõi hạnh phúc. Em được về với bà. Cái chết của em giống như một thiên thần để đến với cuộc sống không đói rét, không khổ đau. Về lý tưởng, em cũng có thể khẳng định lại kết thúc của câu chuyện này là một kết thúc có hậu. Song về thực tế, kết thúc này lại là một kết thúc bi kịch để cảnh tỉnh con người về tình người trong xã hội. Còn một văn bản nữa mà chúng mình sẽ phải thống kê vào bảng ở bài tập số 1. Các em sẽ đón đợi ở video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, video bài giảng xin phép được tạm dừng tại đây. Cô chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả chúng mình trong bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.